Joke on top. Evil time. Homus, homus. Joke on top. Joke on. Joke on top. Joke on top. Joke on top. Oklahoma. Vâng, như vậy là Super Real của game thủ băng Nhi đang có được một bầy yêu 6 con và anh đang đưa về nhà chính nhà của mình. Vâng, đưa về nhà chính đây rồi. Có cái quả bên ngoài luôn. Vâng, gỗ đầu cũng khá ổn trong trận đấu này. Và đây sẽ là vị trí đặt bet đầu của em thủ bảng Bánh Nhi. Vẫn còn một hai con hiêu nữa, không dường như đây là bầy hiêu thì phải. Vâng, đúng là bầy hiêu luôn. Samurian đối đầu với Minoan. Bãi quả phụ gần. Samin thì tôi đánh giá là cân thôi. Anh ơi, tiếng nhỏ là tiếng gì anh? Tiếng mic nhỏ hay tiếng như nào nhờ? Alo? Vâng, đang có một khán giả báo về là tiếng hơi nhỏ. Có vẻ như tiếng mic nhỏ thì phải, đúng không anh em nhờ? Kéo nhỏ tiếng kia xuống một chút. Và em sẽ tăng tiếng mic lên. Ok anh em. Rồi, ok rồi. Ok anh em nhá, em đã vâng vừa điều chỉnh lại một chút rồi. Em nhỏ tiếng game chúng một chút và tăng tiếng bình luận lên rồi, ok rồi. Bài này là bài 2 quả phụ của Samurian đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Và đẩy dân dâng à. Min 20 mấy dân tôi không kịp nhìn. Vâng đây, tôi đang xem lại đây rồi, anh em đợi một chút. Hiện tại tôi bình luận sẽ sớm hơn anh em tầm khoảng 30 giây. 26 dân đến từ he, khả năng đánh cùng cao. Khả năng he đánh cung cao và đấy là lý do tại sao game thủ Hoàng Mai Nhi lại đẩy dân lên. Phần trăm đến từ he. Vâng, Hoàng Mai Nhi chỉ là 13% thôi. Vâng, đi dâng L nhưng 13%. Đi dâng nhà quân chứ. Tôi không dám khẳng định dâng L, biết đầu dâng A. Cái bài mà đi dâng như này thì he thực sự là rất khó để có thể biết được nếu như thời điểm đầu he không xem tham lai kỹ. Vâng, lúc đầu chỗ này thì game thủ Hoàng Nhi chỉ đi dò tầm khoảng 8-9% thôi. Và với cái việc đẩy dân như vậy thì tăng lên 13%. Nếu he không dò kỹ thì khả năng he cũng không phán đoán được là game thủ Hoàng Nhi đi dâng nhà quân đâu. Thực sự là như vậy. Xe dò của he vừa lướt qua vị trí này nhưng chắc chắn vẫn chưa phát hiện ra nhà của game thủ Hoàng Nhi ở đây. Vâng, bầy yêu 5, cạnh đây có bãi vàng luôn kìa. Nhưng quan trọng rằng Hoàng Nhi đóng nhà BA rồi. Nhân đôi được không nào? Có ken này cái gỗ 75 không? Không ken được anh em ạ, hơi đáng tiếc. Thôi đóng ở phía ngoài, vẫn ăn gỗ mắc binh.
Hiện tại thì cái khu vực thi đấu thì hơi hơi tiếc đó là cái bóng đèn downlight này, bóng đèn kiểu là bóng đèn dạng điểm, không phải là bóng đèn dạng tỏa, cho nên là mà lại cái bóng đèn lại nằm sau so với cái khu vực ở phía lưng của game thủ Hoàng Mạnh Nhi, ánh sáng nó không tỏa ra đều được, hơi tiếc nên cam sẽ hơi tối, mong em thông cảm. Lực lên đời là rất khỏe rồi nhà Hoàng Mai Nhi. Gỗ là hơi đuối. Cung tê đang di chuyển. Em nghĩ là he he nằm ở hướng tầm khoảng trích lên phía 6 giờ. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, nâng bánh xe xong còn xấp xỉ 500 thực. Lực siêu khỏe dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. 31% nhưng 31% này 31% sẽ dò đi. Công tê mà lại đẩy nhầm hướng đấy. Khỏe quá anh em ơi. Công tê để nhầm hướng. Đây rồi, hè hè 6 giờ thật rồi. Đóng nghe dần đi với lượt Bách nha. Đóng nghe dần đi nha. Nó lên đời lại không đủ e thọc quân. Vâng, dâng 5 nhà A lên trên trước mặt nhà của game thủ hè hè luôn. Vâng, như vậy là dân của hè vác quẩy luôn. Nhà hè không kín đâu đấy. Nhà hè rất xấu luôn mà đến nhà ai ra họ đánh chém. Đánh chém 25 dân, 26 dân thì cũng hơi dị đấy nha. Điên hoang đập lô này. He này. Đập lô để lên đời đến từ he. Chưa có tay điều con công tê và khả năng công tê nằm xuống rồi. Bên mình có bánh xe còn he thì chưa. Vâng, tách tách cung r ra không. Mít he kìa, bách kìa. À, đang đóng nghe rồi. Vâng, vứt một con cung r ra bảy quả. Còn 5, còn 3 con cung r còn lại sổ nhà bè. Không cửa thua nhé, tỷ số là 1-0 cho trận đấu vừa thứ hai. Vâng, xin phép anh em mình chỉnh sửa tỷ số nhá. Và tôi xin phép anh em rồi đấy. Xin phép cái chỉnh sửa số đấy. Và trước cái chỉnh sửa phải xin phép đàng hoàng lịch sự, lúc anh em lại nói này nói nọ. Vâng, vác nữa lên đây, vác thêm lên đây, tôi đỡ phải đi tìm. Ông vác hết dân đấy đập đi cho đỡ phải đi tìm. Nói thẳng câu nhanh như nó vuông nhá. Vâng, tỷ số là 1-0. Nghe không lên đời.